bao nhiêu tuổi rồi? 58 hả? Thôi mình vô chỗ mát. Cô vô mát nè. Mình vô chỗ mát là cô dẫn xe đạp cô lượm dây chay vậy đó hả? Nặng không? Mình vô chỗ mát mình trò chuyện chút xíu đi. Ừ hả? Ừ. Nhạc hả gì? Ừ nhạc đi. Nhạc cổ. Cổ đi. Cổ ha. Ừ. Rồi lên. Và cái này mình chia chích đoạn thôi nha. Ok mình ok. Đấy cũng như mình cai vui vẻ thôi. Dạ. Yeah. Yêu nhau không bao giờ có tôi. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà từ bấy lâu nay nó mấp mãi ở trong tim. Quá hay. Mà giờ đây đã muộn màng rồi, anh có còn gì nữa đâu để nhớ thương những kỷ niệm ban đầu. Mình đã một thời chắc chiêu trong tuổi còn thơ ấu hồn nhiên để tạo dựng một thiên đường, một thiên đường đầy hoa thơm. Lời anh nói ra em đâu hiểu được gì, anh đã buồn đã khổ vì ai và từ bao lâu rồi, cho mãi đến ngày hôm nay. Đã từ lâu anh muốn nói với em một điều quan trọng. Điều gì? Nhưng mãi ngậm tin theo ngày tháng lạnh lùng. Anh muốn nói với một người nói đau sầu vì yêu. Quá hay. Cổ nè. Cùng như anh em ta ngày đêm ngủ trên vào hiểm gã nguy chưa bao giờ kiếp sợ sẽ bỗng nhiên nghe lạnh cái tâm hồn. Nhìn áng mây trôi lòng cùng sắt xe buồn, lòng dũng tướng cùng chợt nghe mềm yếu khi một lần đối diện với tình yêu. À khắc chu sa anh đã yêu mà đau khổ thì chắc anh cũng hiểu được lòng em. Em chợt bỏ biển cương rời xa đảo kim, xỏ tóc mày trời cho má môi thôi thôi quá dễ. Trong khi em vì người ấy đã hẹn thề nguyện ước không, người ta lại hững hờ xem em như kẻ lạ người xa. Kẻ mình yêu lại hững hờ nhập tâm quá ha. Thì còn gì đau đớn nào hơn gần gũi tấp gan mà như dạng lý quan sang tình cảm nín thì đành tỉ dòng. Tóc mai quằn quại bay theo gió lòng như hồn em đang báo lòng tơi bời. Thiên kiều ơi chiều nay bỗng những lỗ sơ đánh mất một cái gì yêu quý nhất. Nếu một mai giữa xa trường anh gục chết, biết ai là người say nắm mộ cho anh. Ừ. Hay. Quá hay, quá hay. Vỗ tay. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi cô Út Tết? Tuổi con dê bé he 58. 58 ha. Tuổi con dê bé he là sao? Con dê bé he là tất nhiên là con dê nữa thật. Bè, phải không? Bè. Bây giờ đang khổ quá đi lụm là người ta xin cơm từ thiện ăn. Ừ. Đang đi về đang kiếm. Cô đi lụm dây chai này được bao lâu rồi? Gần 2 năm. 2 năm ha. Rồi cô có gia đình gì không? Rồi có chồng con gì không? Không. Không luôn ha, là từ đó giờ là không có chồng hay sao? Hồi kia có nhưng mà thôi đi hoàn cảnh đó. Này có nghĩa là đã thôi chồng rồi ha. Rồi là lỡ lên đây có ông nào ổng kết rồi chịu không? Thôi đâu có ai đâu dám yêu mình đi lụm lửa này ai đâu mà đợi. Rồi hiện nay là cô Út Tiết là mình sống với ai? Sống mà mình nên là muốn nhà kia. Muốn cái chỗ hả? Ừ. Rồi quê của Út Tiết ở đâu? Quê thì ở cái sáng này nè. Quê cái sáng này luôn nha. Trong cái đường chùa đường thơm á, đây mình chạy vô cái đường chợ nè. Yeah. Nhưng mà mình quẹo ngã ba. Ừ. Đó. Còn một ngày mình lụm được bao nhiêu tiền? Là không biết vô chừng lắm em ơi, là lụm tùm lum hết trơn á. Ừ. Là không có kén lựa hết trơn á. Nè, muốn tay hư chừng. Ừ. Muốn tay hư chừng hả? Muốn tay hư ha. Ừ. Đâu lụm những gì đâu, cái này kể lụm được gì coi. À, bữa nay nào là tùm lum hết trơn á, bọc nè, giấy nè, rồi chai nè, rồi nhiều khi có lon bia rồi lộn xộn rồi. Cô, này...
có bữa nào trúng mánh không? Có bữa nào trúng mánh thì ví dụ trúng mánh thì được Long Quyên nhiều nhiều quá. Ừ. Có khi nào người ta bỏ giống như là tủ lạnh tivi rồi mình lụm không? Trời ơi đâu có biết vụ đó đâu có biết đường đâu mình xài cái đó mà đâu có biết chở nữa. Đâu có dặn người ta bỏ mình lụm về mình bán á. Nhưng mà đâu có lụm được, đâu có biết đâu. Ừ, không biết nó bị cà bá biết người ta để người ta bỏ thì nó làm gì? Ừ. Sao mà ôm ẩm được chồng? Bữa nào trúng mánh là bán được nhiêu tiền cốt? Trời ơi không có biết được em ơi, cái này là hên xui. 50, 30, 70 có khi 35 ngàn không có đủ thì đủ xây chở thì đưa nhà chở người ta rồi cái bắt đầu rồi quay qua quay lại với thì rồi là có khi nhịn ăn nữa. Ừ. Còn có khi với thì nhà chọn tháng nhiêu? Tháng thì nó 600 nhưng mà mình đưa điện nước luôn là trước đó rồi chừng nào tới điện nước á thì ghi lại là coi như dư thiếu. Tức là một ngày là 20 ngàn tiền nhà trọ. Nhưng mà phải đưa 25 ngàn. À. Mà mình không có tiền thì mình mượn bả 500 ngàn mình xây chở là tất nhiên là đưa bả ngày tới 30. À, có nghĩa là một ngày nào mình cũng đưa 30 vậy ha. 30 vậy đó. 30 là cũng như cái tiền mình mượn đảo bả 500 ngàn đó, chừng nào mình có 500 ngàn thì mình đưa bả lại 25 ngàn tiền nhà đi ra. Rồi lụm bữa nào lụm được 35 ngàn về đưa cho bà hết 30 rồi còn 5 ngàn sao sống ngày đó? Thì bước vào mà chạy tới chạy luôn thì cái tình thương mến thương rồi hên xui. Sao mình không kiếm ông nào về nuôi mình đi? Thôi đi em mấy cậu ơi. Kiếm ông đi. Ừ. Thôi đi ông bán vé số rồi mà mua vé trái lụm vé trái. Cô Út có nghe cái danh là chú Năm Sầu Riêng không? Nghe thôi chưa. Trời ơi chú Năm Sầu Riêng là bây giờ chú đang cô đơn đó. Được không? Có 10 công sầu riêng đó, chú đang cô đơn luôn. Được không? Về bán sầu riêng cho ổng được không? Bán sầu riêng. Cô Út hồi đó giờ có đi bán buôn gì không? À ra đây mà coi như là dốt lắm, không có biết tính tiền. Không biết hả? Nhưng mà điều là cha thì làm thầy dạy học cho mình đó, học lớp 1 rồi có 9 tuổi rồi 10 tuổi rồi quăng sách lớp 2 cái nghỉ luôn Hòa Bình cả tới giờ không biết nhiêu năm nữa, mà chừng mấy chục năm. Bây giờ có anh chị em gì không? Hồi đó là 15 mà bây giờ là 58 là 40 mấy năm rồi phải không? 40 năm. Cô Cốt có mà anh chị em gì không? Có nhưng mà nghèo lắm rồi anh có vợ trong kinh e chống á. Rồi có con rồi có cháu nội được đứa nè. Rồi với là thì cha mẹ không có mà nay lo sống đi chứ bây giờ mình đâu có báo anh chị mình được. Đó rồi là có cháu nội được đứa con gái. Rồi còn ba đứa cháu ngoại ổng đi bán số ngoài Bình Dương ổng ha. Ổng đi rồi tới Tết ổng mới về không mà. Rồi Tết về cái mình vô cô Út vô vậy đó. Rồi còn thằng cháu á thì giờ nhất mọi quẩn thằng cháu con chị hai thì nó cũng có cháu ngoại ba đứa luôn. Thằng được đứa 22 tuổi sắp sửa có vợ nữa. Còn mình nó thì độc thân nên là tính nha. Muốn bài cho mấy khán giả coi coi muốn hả? Hôm nay gặp cô vui quá. Đó chia sẻ lên cho cộng đồng người ta xem. Hồi múa nè. Giờ múa hả? Múa bài gì? Ngày xưa lúc chưa quen anh em nào có buồn. Rồi. Từ khi gặp nhau thấy sao trong lòng vẫn vương. Nhiều đêm suy nghĩ mệt mang. Rồi em mơ mộng xa xăm mới hay trong lòng mình đang mơ mộng. Gần em vẫn ghi tâm tư anh thường nhắc nhiều. Dù ngàn năm xa vẫn không quên người đã yêu. Cuộc tình cho đâu kể bao nhiêu. Mà nay sao để cô liêu. Chỉ mong sao làm đẹp lòng người yêu. Thôi thôi. Hay dữ hả? Khi yêu ai mà ngờ đâu. Yêu thương trăm mù sầu ngàn thương đau. Tình yêu nhằng có bao nhiêu. Thương cho rất nhiều. Thà đời mình vẫn cô liêu. Người ơi thế gian mấy ai đã học chứng ngờ. Tình đời đổi thay cũng như khi trời nắng mưa. Yêu và là đổi thay mau lắm. Cuộc tình cho đâu kể bao nhiêu. Mà nay sao để cô liêu. Chỉ mong sao làm đẹp lòng người yêu. Khi yêu ai mà ngờ đâu. Trái yêu thương trăm mù sầu ngàn thương đau. Tình yêu nhận có bao nhiêu. Thương cho rất nhiều.
đời mình phận cô liêu. Người ơi thế gian mày ai đọc chứ ngờ, tình đời đôi thai cũng như khi trời nắng mưa. Đời ai sao chẳng đi qua, tình yêu như một cơn mưa phút vui qua rồi muốn ra đi. Đời ai sao chẳng đi qua, tình yêu như một cơn mưa phút vui qua rồi ngày buông sao đi. Quá hay. Phút vui qua rồi ngày buông sao đi. Cái bài này bài gì cô Út? Bài này đó là cũng như là mình cũng như mình yêu mà lỡ lầm gì đó. Ừ. Chứ không phải cái bài ca mà yêu lỡ lầm. Ừ. Rồi, cũng, như mình, cũng như mình đang yêu vậy mới yêu cái đầu cái dựng được chưa á. Rồi phút vua qua rồi là bắt đầu rồi trả lại thành nhạc. Cái đó là cô đang hát theo cái tâm trạng của cô đúng không? Không có, mình không có biết chữ mà mình đồng thuộc cái nào rồi mình chắc yêu cái đó. Đang để ý ông bán vé số nào rồi đây nè. Có đâu. Có không? Nghi lắm. Không có đâu. Nghi lắm rồi. Đi đường mình có gặp ông bán vé số nào mà để ý không cô Út? Hả? Thôi đi, không có dám hứa đâu. Bây giờ mình vậy là vậy à. Có ai mà gặp cô Út mà ngỏ lời thương cô Út chưa? Thôi không dám hứa. Sao mà không dám được? Chắc có nè. Nhìn có rồi đó. Dẫu hoài nè. Dẫu hoài nè. Giống như là có ai nói là Út ơi sao Út nở dội lấy chồng không? Cái bà ca vợ lấy chồng nữa mà không có thuộc nhiều thuộc, à, thuộc, để coi nhớ để coi nhớ nhiều cũng được chứ á lấy chồng Út ơi vợ lấy nhiều đây. Bông đó nhưng vợ nữa lỡ vợ lấy chồng á anh lỡ thương Út rồi Út có đồng ý thương anh không vậy đó mãi rồi kìa đâu có đâu không ai mà tỏ tình chắc bà chịu liền quá ta thôi không dám hứa ngại ha không mà hồi đó là đi cô quẻ nhưng mà là bây giờ đi lụm này yêu đương gì cũng qua khi thôi. Út cho hỏi nào bây giờ nếu mà có một cái người nào mà tỏ tình với Út á, tình với Út á, Út có chấp nhận không? Thôi đi, trước á thì vậy chứ sau rồi thì cũng nên là qua cơn mê thôi em ơi, không có được đâu, sao không được? Không có đâu người. Mình đi lụm lửa thì suốt đời mình là người ta cũng nghĩ mình là lụm lửa. Không bao giờ nói chung là bây giờ Út lụm lửa thì người ta bán vé số, hai người cùng cảnh ngộ. Giống như là mình đến với nhau là để mà săn sóc cho nhau lúc về già thôi. Còn cái chuyện tình yêu thì ở lâu ngày thì mà thì tình yêu nó mới chớm nở. Bây giờ ví dụ đi, ví dụ đi nếu mà cô Út Tết á là mình thích một cái người nào đó, đúng không? Bây giờ mình muốn cái người đó là cái tiêu chuẩn là như thế nào? Ví dụ này, ví dụ thôi. Tiêu chuẩn người đàn ông mà để mà đối thương á là như thế nào? Thì người ta cũng tình không có thương là người ta bất chấp thủ đoạn, người ta không nghĩ cái chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Điểm thứ nhất, điểm thứ nhì nữa là nếu mà nói tình thương mến thương thì ai cũng nói thương được hết trơn á, nhưng mà lại gọi ghế thì cũng như là sau cơn mưa trời lại sáng, là cũng như nãy giống như tương tự cái bài ca vừa rồi, giống như là qua cơn mê vậy đó. Người đến sao người đi đến không? Đến rồi thì là không phải đi. Nhưng mà đến rồi thì lúc đầu thì nó là coi như nhạt nhòa lắm chứ. Sau cuối cùng lại thì cái nhạt nhòa đó nó thành là coi như muối cục rồi. Mà kiếm nó coi dám chừng có chồng có con rồi. Nhưng mà sự thật là có gia đình chứ cũng đâu có con đâu. Tướng thì thấy đã phát tướng như là con nhóc, nhưng cuối cùng vào vòng mười mấy năm là rồi kể như giao chiến chỗ ác luôn. Ông không có con rồi bỏ tay rồi. Ủa? cái đầu mình chia tay mới đi đó, mình chia tay cái đầu, cái người khác đẩy đưa nhỏ đó vô nhỏ miên đó, cái đầu hốt sắt luôn. Tạo buôn thơm là cấp nãy mình nói cái đường chợ đó, đi xuống dưới tuốt đình đó. Có nghĩa là cô Út nói là lúc mà cô Út có chồng đó là sống với chồng mười mấy năm mà không có con. Là cái chồng là mới gặp lên đây nè, là mười mấy năm đó, rồi bây giờ là chạy ra cái lúc mà mình chia tay là người ta gắt nhỏ miên này vô á là cho y đó ha. Là y mất rồi đó, là tới giờ luôn là mình kể từ cái dạo là cái ông này ở Mương Thơm á. Là bây giờ là 20 mấy năm rồi. Có nghĩa là sau khi chia tay là mình đi sống này. Đúng rồi, sau khi chia tay cô Út là cái chồng của cô Út là đi lấy vợ mới. Sau đó là đã mất rồi ha. Người ta đẩy đưa vô con nhỏ miên đó là nói này nó nọ này kia, bà đó cũng cò quẻ giống mình vậy đó. Mà mình nói cái thì bà nó từ chối thôi, cái đó miễn bàn, bà từ chối cũng kệ bà, cũng đến rồi đã đến rồi, còn tôi thôi, thì bây giờ gì nè, nói nếu mà có ai muốn mà đến với Út thì phải cái điều kiện như thế nào?
được cái như thế nào ạ? Bây giờ đó là coi như nhà cửa nè, mình đây nè, nhìn thẳng đây nói nè, im ấm nè, nhà cửa nè, đừng có phân biệt nè, phải yêu thương mình chứ còn mai á thì dày mốt khác hay là quật nói ông này bà kia bà nọ rồi kia sao mệt mỏi lắm thôi thôi vậy thôi đi cho miễn cho trời ơi. Có nghĩa là cái tiêu chí của cô Út, thứ nhất là cái người đàn ông đó là phải có nhà cửa đàng hoàng, thứ hai nó là đến với cô Út bằng tình yêu chân thật, không có lo đàng hoàng gì chứ là nói mà mai mốt cái nó giàu nghèo. Ông bao nhiêu tuổi được? Ông có bao nhiêu tuổi? Trời ơi thầy bắt đầu trẻ được không? Thôi trẻ quá đâu có được. 45 được không? Trẻ quá đâu được đâu, nhiều khi biết ta sao trời ơi thôi. Có chú Năm Quế kìa, ổng năm nay 77 tuổi. Được không? Ổng có nguyên một cái công đất, mười mấy công đất ở dưới Sóc Trăng dưới á. Được không? Được không? 77 tuổi. Trời ơi, tới Sóc Trăng mà rồi lỡ không có đâu thôi. Ổng cài dữ lắm mà, ổng cài mười mấy công ruộng lên đó. Trời ở đây mà tới Sóc Trăng là má nhìn chưa ra kìa, thì đó cũng vụ Sóc Trăng nó 15 tuổi nghe lời ta đi xuống dưới cái đầu anh gửi kêu đi. Hồi đó là Út cũng 15 tuổi nghe lời ta xuống dưới hả? Thì má mới mất đó rồi đi kể cái vụ má mới mất đó. Má mất trước con ba, rồi đi xuống dưới làm con luôn, người ta chào bà đó, bác đó. Bác đi để chừng nào bà đi rồi về rồi mới là được nha. À hả gì? Thánh thằng ơi, anh gửi gì đâu mà luôn nữa nó. Anh gửi buộc chưa chắc gì tin nữa, mình mới có 15 tuổi nha, mình mới có 15 tuổi chưa biết yêu. Chào Phật ơi, chào giữ cái bản thân mình, má mới mất mình đi xuống tốt dưới lắm đó. Đầu ông ấy rủ đi làm củi, ở dưới miệt đó rồi đó, đâu phải như giờ. Bây giờ đường chạy thẳng rồi kia, lần đi tàu nhớ ông đi tàu là một ngày mới vô trong tới cái gì mà tốt ở trong kia sâu lắm á. Trung kinh. Vàng bướm hẻm gai con mẹ gì đó, nghe cái tên đó nhớ tới giờ. Rồi sau đó rồi sao nữa? Sau đó cái bắt đầu cuối cùng cái ông kia nói ở đó phải đi làm củi nè kia mới sống. Rồi ổng thì là ổng trai đầu đàn mà sao mà không biết bả sinh hay là con của quả những bước mình xuống à. Một dãy vậy đó làm ở trong mùng á với mình nữa năm đứa, còn cái bà kia bà có chồng rồi hai con, rồi cái ông này ông ngủ đi làm củi, còn ở sau còn ăn ngủ cái này hai người ngủ mà chồng nó ghe tầm bản nó dài hơn này chút xíu. Cái đầu nó thôi sao ngủ anh, cái nó mũi rồi này kia rồi sao không có anh ngủ ở ngoài, cái nó chẳng ghê đâu có được. Cái đầu nó mấy anh ngủ chung với em mà chở đậu thôi không có được luôn nữa. Trời ơi quản hồn quán vía rồi dở vô chổng mới đưa mình xuống xịn. Cấp đó còn ba. Trời ơi đưa mình xuống xịn như ông nội tôi biết đường gờ nữa. Bắt đầu quá sáng sớm khăn gói cái bọc đồ đó đó bằng móc lưới á chỗ sách quẩy. Trời Phật ơi trời ơi. Bắt đầu dồn vô viết tâm cho tới sáng. Rồi bắt đầu dân phụ nữ nó mê ngủ như quỷ vậy đó. Mình mới đi được. Mình trốn ha. Mình trốn mà không có độ đạt nha. Độ của tôi quẩy vậy thôi. Xuống dưới trời tôi căng chằng tắm mà cũ đó tôi xài đó thì có. Cái bắt đầu tôi bỏ vô, bắt đầu tôi quẩy tôi đi nghe, trong giường vậy không hả? Nó má ơi, cho mồm má sống sao nó thiệu độ con cho con đi về. Tới 11 giờ là tới bến xe là có chuyến xe cuối cùng đó. Vậy là cuối cùng là còn nguyên ha. À rồi bắt đầu đi về đây. Vậy là cuối cùng còn nguyên phải không? Còn nguyên. Không thôi giờ có mấy đứa vậy rồi. Không thôi là giờ là. Trời ơi mấy đứa vậy đưa mình xuống dưới rồi mà nản luôn á. Trời ơi anh gửi cuộc chưa chắc gì tin nữa, còn anh gửi gì đâu mà cũng nói chung nhờ vậy đó là cô Tiết nên mới về đây là mới định cư đây chứ không thôi là có tí con ở dưới Sóc Trăng rồi.